Thưa quý vị, nhằm thực hiện hiệu quả công văn 7009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc các cơ sở kinh doanh, sản xuất, buôn bán trên địa bàn thực hiện phòng chống dịch, nhất là việc quét QR code đối với khách hàng. Tại phường Phước Ninh, có hơn 300 hàng quán, nhưng hiện chỉ có khoảng 120 hàng quán đã hoạt động trở lại. Tất cả các hàng quán đều có phương án phòng chống dịch khi bán tại chỗ, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn cho khách và phục vụ tối đa không quá 50% công suất. Còn việc kiểm soát mã QR để quản lý thông tin khách hàng, thì theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV, nhiều hàng quán vẫn còn khó khăn khi sử dụng QR code. Khó khăn ở chỗ là khi quét mã QR code thì mỗi người sẽ có dùng một cái trang riêng, nhưng mà ứng dụng thì không chỉ nhận được ở trong Zalo như hoặc là Đà Nẵng, Smart Đà Nẵng. Còn những cái chỗ khác thì nó không có nhận. Em mong muốn là cái dù khai báo ở những trang điện tử nào thì cái app mình cũng có thể nhận được. Trước thực trạng đó thì lực lượng chức năng phường thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng QR code để quét mã cho khách hàng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của các hàng quán. Nếu có hàng quán vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thì qua 5 ngày triển khai thực hiện thì các lực lượng của phường đã hướng dẫn được 120 cơ sở kinh doanh xây dựng phương án và đã gửi về phường và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tải phần mềm Aticcash và đăng ký tài khoản để thực hiện quét mã khi khách đến sử dụng các dịch vụ. Tuy nhiên thì đến nay thì một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa mở ra hoạt động trở lại, thì Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục hướng dẫn khi các cơ sở mở ra hoạt động trở lại. Còn tại phường Phước Mỹ, chỉ có một số ít hàng quán hoạt động. Theo đó, những ngày này, phường đã phân công lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang hoạt động sử dụng ứng dụng BC Covid quốc gia và ký cam kết thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hầu hết các hàng quán đều nắm rõ chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố và phối hợp thực hiện theo đúng yêu cầu. Được như là nhà nước cho phép mở cửa trở lại để mình có cơ hội mình tiếp tục tồn tại phát triển. Nhưng mà cũng lo là nếu như không có cái phương pháp mà ngăn ngừa thì cũng rất là nó nguy hiểm. Nhưng mà vừa rồi cũng được phường, ủy ban phường đó, rồi anh em tới xuống hướng dẫn cho mình thực hiện cái 5K để giúp cho mình quản lý cho nó được tốt hơn. Đăng ký cái mã CP Covid thì cái mã quét QR code đó, thì đối với những quán mà có điều kiện đó thì mới được hoạt động. Đối với những cửa hàng ấy mà mở ra thì địa phương sẽ tiến hành hướng dẫn họ đăng ký thực hiện và thường xuyên giám sát. Giám sát thì có đội quy tắc đô thị với công an phường là thường xuyên giám sát cái hoạt động của các hàng quán này. Việc các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của hàng quán là điều hết sức cần thiết để thành phố đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái mới.